Ok, xin chào mọi người, chào mọi người channel của mình thì mình đã bỏ qua cái đoạn mình đi farm land để kiếm thêm mấy cái đồ gọi con boss. Thì mình giết nó xong thì mình làm được rất nhiều cái này và mình làm hết thành cái ba rồi. Giờ chúng ta sẽ có đồ mới xịn, đồ xịn, đồ cao cấp, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ok, thì chúng ta sẽ làm đồ nè. Đâu rồi? Đồ no. Ủa? Cái gì vậy? Ồ, chỉ làm được những thứ này thôi à. Tại sao mình lấy nhiều vậy làm gì ta? Fuck shit. Dammit. Ờ hả? Phải có cái sample. Cái này hình như phải là coi như là phải đi vô cái chỗ này nè, quýnh với con boss để farm ra. Ok thì mình sẽ lại đi quýnh với con đó và mình sẽ quýnh một lần thôi, xong rồi mình sẽ làm thêm nhiều đồ spawn skip của cái đoạn đó nữa. Ok thì bây giờ tạm thời chúng ta làm những cái thứ ở trong đây. Thì cái cung của mình khá là cùi. Làm cục này. Oh shit. Ok, bỏ ngay vào luôn. Mình không có tiếc máy này đâu. Mình farm lại rất là dễ. Đừng có quánh tao. Ok, ta sẽ làm lại một lần nữa. Phí quá. Ok. Cây bình thường hả? Cũng không sao. Trông là cái đam nó khá là cao so với cái này không? Gần gấp đôi luôn. Look closer, slope step này, fast step nữa. Ok, em sẽ làm cái này. Nhỏ. Oh, nhìn nó hài vậy. Thử làm một cây nữa coi. Nimble. Tăng tốc độ đánh. Thôi mình lấy cây này. Cây này thì bỏ này ra luôn. Ok, shop. Và sẽ bán cái này ở đây, bán cái này vô đây. Bán cái này vô đây, để cái này đây. Bán luôn. Ô, hai cục mà 18 gold nữa. Mạnh gì? Ok, mình sẽ cất mấy cái bao này qua đây. Ok. Vậy thì chúng ta cần biết là làm sao để kêu con boss đó ra. Bắt tiên. Này, lens. Wow, wow, what the fuck. Mechanic eyes. Ủa mấy cái này cái gì đây? Black lens, lens, bla bla bla. Ok, nói chung là cái này không thể dùng để gọi boss ra được. Thì sẽ lên wiki cứu sau giờ thì chúng ta ra cái chỗ đó. Có cái giày chạy lại tiện lợi vậy. Chạy như thánh em. Super hero. Kiểu mình không biết cái Jun Go nó nằm ở hướng nào ha. Vô trọng quá trời đồ ngon. Mình làm cái yo-yo nó, cái yo-yo mình cùi quá. Yo gọi là yo-yo cơ bản là làm từ gỗ mà mạnh mẽ gì. Mới làm gì vậy? Ok, từ từ mở map mình coi. Bữa mình đã đi theo cái hướng xuống đây, nó quay lại chỗ cũ. Nên mình đi qua bên đây. Ok. Cái gì đông vậy mấy anh? Em chưa làm gì mấy anh căng quá. Đó. Bạn thấy nó kêu ghê không? Kêu mát ghê luôn. Kêu có kêu kinh dị. Mấy con này ghê lắm. Sợ lắm. Cái đồng là nó là cái thứ lợm nhất ở trong đây mà nó nhiều quá. Đi đâu cũng thấy đồng á. CU á, quá trời. Cu không. Ê. Đồng không à. Ồ cái kiếm này mạnh quá. Mấy bữa mình chém thấy mồ luôn mới chết. Giờ mình mình không á. Quát cái gì vậy? Như
làm sao lên đây? Đây đây. Ờ, một hit chết luôn, bắt được. Mạnh vãi. Yay, nhảy qua đây nè. Gì vậy? Không thấy gì trơn. Ờ, mình phải lấy đuốc ra mới được. Ờ, đau. Ok, thì đây tạm thời khá là sáng. Thì cái clothing nó được cái là nó rất là dễ kiếm, rất là nhiều luôn. Mình không cần phải làm tay như là cái đuốc. Và nó cũng như mình thấy là nó sáng hơn cả cái đuốc á. Nhưng mà cái bất lợi là nó không có cắm tại một chỗ được. Với lại nó chỉ sáng trong một khoảng thời gian nếu mình quăng ra rồi. Thì đó là cái điểm yếu đó. Mình cũng thích tại cái clothing hơn, nhưng mà cái đuốc thì mình khám phá rồi á, mình đặt đuốc á, mốt mình đi mình còn nhìn được closet mình đặt đó rồi mình mất tiêu luôn. Ô oh, cái gì vậy? Oh shit, hết hồn, tưởng mình lọt vô cái hố gì không ra được. Cái gì đây? À, cái game này vậy khó. Nó thấy không, nó sáng rồi hẳn. Ui mấy cái thứ là cái gì ta? Đây, đập được. Gì đây? Bitcoin Statue. Ok, mốt mình sẽ cắm điện vô thử coi nó là cái gì. Ôi, một cái hàng sâu quá. Ê, máu rồi. Cái hàng nó sâu quá. Đừng anh ơi. Ôi cái gì, chưa gì gần chết rồi. Con này mạnh vậy. Đừng chết rồi. Hồi máu. Ok, nguy hiểm quá. Cái gì vậy, cái hang gì vậy? What the. Hên quá, chưa chết. Ok, chúng ta sẽ lấy cái đuốc ra. Đuốc ơi. Ok, đuốc đây. Làm thêm mấy cái đuốc đi. Đấy, nó bị chuẩn rồi. Ở trong kia có cái gì đó. Ùn nè, 160 máu. Đó. 5. Này đào được không? Ồ, oh, đào không ra luôn. Vãi. Ok, thì ta sẽ xây cái gì đó. Đâu rồi, đây. Người ta đang làm đồ mày không thấy, mày làm phiền thế. Quá. Mình sẽ có lẽ mình nên bỏ cái hy vọng làm một cái quá trời cục nãy luôn. Cái này mình không có đập được. Ok, thì có lẽ nên tránh sự nhàm chán thì mình sẽ dừng lại ở đây nha. Bye bye. Ok, thì lúc nãy có một quả đây mà nó không có bị bọc lại thì mình đã dùng cây búa đập nó ra. Okay. Mình dùng cái đúa thì cút không được nha, cút thì đập được, mà dùng cái búa đập nó ra thì nó rớt ra một cái cây súng. Nhưng mà bây giờ mình chưa có. Nó cho mình đạn luôn, 99 viên đạn. Ok, ngon stream. Ok, giờ thì mình sẽ biến về nhà và tìm cách spot boss sau. Tạm biệt các bạn tại đây nha. Ok, thì đây là lúc mà mình đang định xây nhà thì mùa lót nó lúc mùa đó nó tức là mặt trăng máu á, thì tới ngày của mặt trăng máu thì mình đang phải đánh như thế này. Mình đánh khá lâu rồi mà nghĩ là sắp kết thúc rồi nên mình
tiếp tục quay. Ok, thì mình đã skip hết nguyên cái phần đánh lúc đầu rồi, tại vì mình vừa đi tìm cách để spawn ra con boss ở bên kia, thì mình đã tìm ra cách rồi. Mình đang tính về xây lại ngôi nhà trước khi mình đi hướng dẫn các bạn làm cách spawn con boss ngay đó. Nhưng mà cái này khó chịu quá. Đây, mình nghĩ là gần xong rồi. Đây thì hướng dẫn như sau. Thì muốn spawn, đây là những cái đồ mình lượm được nha. Đó, cái này là mình đi lượm ở cái chỗ màu đỏ này đó. Thì muốn spawn được con boss đó thì bạn phải đi diệt đám quái đó, cái đám mà kêu tiếng như ma thấy ghê gớm á đó. Đó, với lại mấy con như là mấy con nhện nhện trong đó đó. Mình sẽ rớt ra cho bạn cái này. Để mình xíu, ok, đóng cửa lại. Đóng cửa bên đây lại, đây, ráp tiền. Thì cái này, nó sẽ làm ra được cái này. Đây là đồ gọi con boss. Đây là đồ gọi con boss. Đây thì chúng ta cần thêm cái này nè. Cái V-Troop vào đời nè. Thì muốn có V-Troop vào đời, bạn phải kiếm cái này trước. Cái lũ này nó tự mở cửa được. Ok, mình có cách. Bạn dùng gỗ đặt ở đây. Ok, cũng giống như bên đó. Thì các bạn ok, vô nhà đi, vô nhà đi. Lẻ. Cái thằng NPC ngu ngốc này. Fuck, mày háo chiến vậy. Vô nhà làm tao cái rồi. Ok, vô lẻ rồi. Tao mặc kệ mày đó. Nghe không? 1 2 Vô đi. Ok, nó không vô rồi, mình không thèm cho nó vô nữa. Thì nó tự vô rồi kìa. Chú quân khúc này. Ơi, đặt một cục ngay đây rồi. Nó sẽ không vô được nhà mình nữa. Thì ok, tiếp tục hướng dẫn nào. Đây, từ cái nắm này, các bạn cứ cầm kiếm đó, chém loạn xạ trên cái đường màu đỏ đỏ đó, thì lâu lâu nó sẽ rớt cái nắm này ra. Đó, thì cái nắm này 5 cái. Một cái nắm này thôi là được 5 cái bình này. Tức là mình muốn 30 cái bịch này á thì mình cần đến 6 cái nắm thôi. Rất là ít. Nắm không dễ kiếm nữa. Cứ bạn đi ngang qua xẻ một cái là kiếm 5-6 cái nắm rồi. Ok, thì có nhiều người lại đây nè. Xong rồi, chọn cái nắm, trong tôi có nắm nha, nhìn lên. Ủa, cái bình ở đâu? Thì các bạn phải đọc cái này. Ok, ráp tiền. Mình bỏ vô. Để yêu cầu có cái bó đồ. Ok, bạn nhìn đây, mình có bó đồ luôn nha. Mình lại đây. Bật lên. Cũng không có gì hết. Mình hỏi thằng này thì cái bó đồ nó không làm ra được cái đó à. Nhìn nè, không hề có cái đó luôn. Không phải có cái bịch địa luôn. Hey, đây là cách làm. Đây. Đó. Mày thấy nổ rồi chứ. Cái bó đồ này, lúc mà mình đặt lên một cái bàn nào đó, bạn đặt bàn này cũng được, hoặc là bạn ra cái workbench á, mày đặt lên nó cũng được luôn. Ok, này là khá là dễ. Ok, mình sẽ đặt cái workbench cho nó tiện, tại mình xây hai cái là một không. Lẽ nó gần nhau á, đỡ đi qua đi lại lúc mà crafting đó thì lúc này nó sẽ hiện ra ở đây. Đó, mình cứ làm hết đi. Ok, thì mình đã đủ cái đồ spawn quá rồi. Thì chúng ta sẽ đi ra chỗ đó, chúng ta spawn con boss. Nhưng mà ok, mình sẽ đi luôn. Không nhân nhượng gì nữa. Mình tính không, dù sao trời cũng sáng rồi, không cần quẩy gì nhiều nữa. Ok, giờ chúng ta sẽ chơi thẳng với con boss luôn. Mình sẽ thử sức con boss đó trước. Nếu mà thất bại thì tôi lại có một cái clip mình trả thù nó. Cái kiểu mà trước tiên mình nghĩ là mình lên
làm theo những con người đi trước, những người chơi game này trước mình, thì mình sẽ xây một cái nơi nhỏ nhỏ để spawn mod này ra. Ý là một cái nơi đó, thấy không, bạn cứ chém loạn xạ cái lâu lâu nó vô một cái nấm nè. Cái gì đâu quá vậy, nó cứ đầm đầm đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đó, một đống nấm vô đây luôn nè bạn. Đó, thấy không, cứ đi xẹt cho bạn thấy nấm à. Cái nấm này cũng dễ nhìn lắm mà mình nếu mà không rảnh nhìn thì bạn cứ làm giống mình cứ đi xẹt lá hồng, tóc nấm bay ra. Bây giờ mình kiếm chỗ nào bự bự xíu nè. Con này nhỏ quá. Đây, con này con kêu như ma đây. Thì cái này không phải lúc nào nó cũng rơi ra, mà nó sẽ rơi ra theo cái tỷ lệ rơi ra khá là lớn. Ô, con quỷ này nó kêu ghê quá. Nè, đó thấy không, nó vừa mới rơi ra cái này. Được rồi, các bạn nghe cái tiếng nó ghê không? Tiếng đúng ghê. Con quỷ này nó hát quá. Đây, thì các bạn đứng ngay đây bạn sẽ làm được cái đồ spawnbot giống như là cái con mắt đó, mắt bó lũ đầu đó. Mình cũng làm từ đây. Wow, cũng có nhiều plan thế. À quên, bước mùa nó rất là nhiều plan. Đây chính là cái để spawn ra con bot mà mình sẽ sắp spawn ra cho bạn coi. Mình sẽ skip đi một đoạn, tại vì mình cần phải xây một cái nơi để đánh con bot. Sau đó mình sẽ kêu con bot ra, mình sẽ quay lại. Ok, thì trong lúc mình đang làm cái chỗ spawn bot đó, mình bị chết. Mà mình về nhà thì có thằng Traveling Merchant nó tới, thì mình thấy cái thứ này khá là đẹp. Mình sẽ lấy tiền mình mua nó. Đây, dù là nó tiêu hết tiền mình luôn á. Đó, mua về, chuyển vô, đó thấy không? Bị cái áo choàng luôn, rất là đẹp. Ok, thì mình sẽ tiếp tục skip tiếp. Đang đi cái bị thằng nhện đụng chết luôn. Ok, bye bye. Ok, thì giờ mình đã xây xong một cái đường tạm thời đó. Mình chỉ dùng để này để skill có đánh thử thôi. Thì mình biết chắc chắn là mình thua thì mình sẽ tìm cách đánh lại nó, nhưng mà ok, mình sẽ thử sức mạnh của nó trước nha. Gì vậy, đâu đụng mình đâu vậy? Ủa sao đánh nó? Đánh không được luôn. Nào rồi. Ồ ồ ồ, cái gì vậy? Nó chơi gọi đệ ra quýnh mình. What the fuck? What the fuck? Cái gì vậy? Mày là cái thứ gì? What? Giờ sao đánh? Mấy bạn kêu đệ nó ra không hả mấy bạn ơi? Fuck. 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 Chết tôi. Rồi xong, mình biết là mình thua chắc rồi đó. Ok, ủa, để nó rơi ra cái mà mình cần nè. Ok, qua đây lượm máu cái nè. Đó, để nó rơi ra máu. Đừng em ơi, đừng em ơi. Ok, mình đang hy vọng một điều rất là kỳ diệu sẽ xảy ra đó chứ mình. Mình không biết đánh con này sao hết trơn á. Mình chỉ biết giết đệ nó là rơi ra mấy cái mình cần thôi. Ok, chắc mình chỉ cần giết đệ nó là nó sẽ chết. Đệ, mày gọi đệ à? Mày gọi đệ à? Tao bắn chết đệ mày luôn á. Đó, rồi xong, bây giờ nó ra rồi. Chết tôi. Nó mạnh vậy, à không? Nó chơi tốc biến ghê quá. Rồi, thế là mình đi tông. Ok, rồi mình cũng thu hoạch được một số để làm cái bộ giáp mà mình cần. Ok, thì bây giờ cái con Prowling Machan nó đã đi rồi. Con này là nó là một người du hành, thì buổi sáng một buổi sáng bất ngờ bạn làm gì đó thì nó hiện ra. The Merchant, The Traveling Merchant has arrived, tức là thằng này nó tới. Thì các bạn có thể tiếp tục làm việc của mình, nhưng mà nếu các bạn cảm thấy sợ là trời tối á, thì nó đi á, mà nhiều khi nó bán mấy cái đồ mà bạn cần á, thì các bạn nên biến về mua xong rồi bạn làm tiếp. Thì con này nó ra ngẫu nhiên, không phải là ngày nào nó cũng tới mình. Thì nó sẽ ra theo một cái trình tự nào đó mà mình không chưa nghiên cứu.
như nó sẽ ra bất kỳ luôn á. Ok ok, cái này trước đi. 6 7 6, ok, làm một cái nè. Ok, hai cái nè. Ô, mình làm đủ bộ giáp rồi nè, ngon ngon ngon, đủ bộ giáp luôn, ổn, hơi bị ổn đó. The Meatball Render, cái này là mình sẽ làm cái này. Cái này là cái cuốc, cái cuốc mới, cuốc mới. Mình cũng còn dư chút xíu cái bo, có thể mình làm một cái dư vô đi, gì cũng dư mà. Ok, vậy thì sắp xếp lại. Bỏ vô đây, cái này bỏ vô đây, cái này làm thêm được hả? Thì làm hết đi. Oh shit, giờ mình dư một đống cái này luôn, không biết làm gì nữa. Chắc làm cái búa chó đẹp thôi. Ok, giờ thì mình sẽ đem bán đồ của mình. Hello anh mua đồ của em đi. Đồ của em là em bán rẻ mà chất lượng cao lắm anh ơi. Anh cứ mua hết đi rồi em sẽ đẹp. Ok, shop. Mặc vô. Wow, cái này là tăng crit, critical. Này tiếp gì đó, này cũng tăng critical luôn. Mình đang có cái defense. Ok, mình bỏ này. Cái này là mình lượm được trong loot moon nè, con zombie nó rớt ra. Này ít xíu à. Thì mình cầm cái tay quýnh nó mắc cười không. Bán hết đi. Cái này mình sẽ cần để mình sâu lại con đó. Bán. À, cái này cũng là trong Blood Moon à. Này để treo thôi, cũng đẹp lắm. Ok, bán cái này đi. Bán cái này đi, mấy cái kiếm cho mình không thèm bán ta. Chắc là quên. Ok, thì cái túi nó cũng nhẹ bớt rồi. Nói chung cái nào không xài thì mình bán. Cái này còn gì dư thừa không? À, mình nói cái này thì lúc mà mình tìm được cái con thợ điện rồi á, lúc mà nó tới nhà mình rồi thì mình sẽ sử dụng cái này các bạn coi, thì mình sử dụng để làm cái cửa đó là mấy con zombie nó sẽ không bao giờ biết mở, chỉ có mình bạn mở được thôi. Thì cái cửa đó dùng để tránh mấy cái sự kiện như là gặp mấy con gặp Blood Moon á, thì mấy con quái tự mở cửa được, thì mình dùng cái đó thì nó không mở cửa được. Ok, giờ mình sẽ đánh con này rồi kết thúc tập này đây. Tập này như là tập dài, gọi là dài đó, rất là dài luôn á, mình đã skip rồi rất nhiều rồi. Ok, thấy không, giờ mình đánh nó như bình thường luôn các bạn. Đánh nó, mình phòng thủ cao quá là đánh mình có một giọt, thấy không. Đó, đánh có một giọt rồi. Vậy sao mình chết được. Ok, giờ mình mạnh rồi. Tao mạnh rồi, tao chấp hết. Không, mình mới chấp được mấy con boss hiện tại thôi, chứ mốt nó mạnh hơn nữa, mình đâu chấp hết nổi ha. Một giọt đau quá anh ơi, đau quá, không biết ai đau à. Rồi nãy giờ máu mình cứ 175 100 mấy không à, chưa rớt xuống dưới 100 luôn á. Dễ quá, cái này dễ quá, cái này là easy luôn rồi, không phải là như thằng phải giật mấy bữa nữa. Cái giật mấy bữa là đánh chết hơn một lần luôn, xong rồi mới revenge được. Giờ mình mạnh ơi, giờ anh có giáp mới là anh cân em nổi rồi em. Tôi thôi, mặc dù anh đã phải rất là cực khổ bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ để kêu gọi mấy chục thằng như mày ra quýnh để đủ làm vũ khí với bộ giáp mới,
Nhưng mà không sao. Giờ chính cái thứ mà mày đưa ra đã phản bội lại mày, nó cho tao một bộ giáp kỳ là mạnh mẽ đó. Rồi ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Xin lỗi nếu như nó quá dài và có những cái đoạn mà khá là dư thừa. Ok, ví dụ mình khúc mà mình đang nói nè. Bye bye, cảm ơn các bạn xem video này. Nhấn like và subscribe nếu các bạn thích các video của mình nhé. Bye bye.